Cùng có chính sách giảm giá nhà ở để người dân có đủ khả năng mua, thế nhưng Singapore đang làm tốt hơn Hồng Kông rất nhiều. Thị trường bất động sản của Singapore và Hồng Kông luôn được cho là có sự tương đồng. Tuy nhiên, trong khi Singapore đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng các thành phố có nhà ở vừa túi tiền nhất thế giới, thì chính quyền Hồng Kông vẫn đang gặp khó khăn để giảm giá nhà. Mô hình nhà ở xã hội của Singapore được cho là nguyên nhân đất nước này có thể duy trì mức giá cả hợp lý. Theo thống kê, 80% người dân Singapore ở nhà ở xã hội, trong khi đó Hồng Kông, con số này chỉ là 21%. Không ít người dân Hồng Kông có nguyện vọng ở loại nhà ở này, tuy nhiên họ phải đợi thêm 3 năm nữa. Theo Bloomberg, mất 19 năm để một hộ gia đình có thu nhập trung bình đủ khả năng để mua một căn nhà ở Hồng Kông. Trong khi đó ở Singapore con số này là 5 năm. Nguồn đất khan hiếm cộng thêm mật độ dân số cao đã khiến lãnh thổ này gặp nhiều khó khăn trong việc giảm giá nhà. Cụ thể tại thời điểm hiện tại, giá nhà ở Hồng Kông vẫn cao hơn 35% so với thời điểm 2012.